Theo ông, mối quan hệ giữa quân đội Hoàng gia Anh và quân đội nhân dân Việt Nam đã có những chuyển biến như thế nào thời gian qua? Mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước đã có những phát triển đáng kể trên nhiều bình diện, từ giáo dục, huấn luyện sĩ quan cho tới công tác đối phó với tình trạng khẩn cấp, đặc biệt là thiên tai bão lũ. Ở thời điểm này, một sĩ quan Việt Nam đang tham gia khóa học kéo dài 3 tuần về hậu cần tại Vương quốc Anh. Ngoài ra, mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước còn được thể hiện ở những lĩnh vực rất đa dạng khác. Điển hình như tuần trước, trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89 của Nữ hoàng Anh, đội chống của quân đội Hoàng gia Anh đã có buổi biểu diễn rất thành công tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nói cách khác, chúng ta có rất nhiều cách thức, nhiều lĩnh vực để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa quân đội hai nước, tăng cường hiểu biết song phương về cả quân sự lẫn văn hóa. Được biết, quân đội Hoàng gia Anh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với khủng hoảng lớn, tiêu biểu là cứu hộ nạn nhân động đất ở Nepal, hay trước đó là cứu trợ sau siêu bão Hải Yến ở Philippines. Vậy, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm này và lời khuyên đối với công tác đối phó khủng hoảng cho lực lượng quân đội Việt Nam? Đối phó với khủng hoảng luôn luôn là thách thức. Có nhiều cơ quan và tổ chức tham gia vào công tác này, nhưng lực lượng quân đội luôn có những đóng góp tích cực, đặc biệt trong việc giải cứu và hỗ trợ sau thảm họa thiên tai. Quân đội Hoàng gia Anh luôn cam kết hỗ trợ hết sức trong việc đối phó với khủng hoảng trên toàn thế giới. Cụ thể, sau siêu bão Hải Yến ở Philippines, chúng tôi đã cử những tàu hải quân hiện đại nhất tới tìm kiếm những người mất tích, và lực lượng tham gia huấn luyện tại miền Bắc Philippines cũng đã nhanh chóng có mặt để tiếp cận những hòn đảo hẻo lánh nhất. Chúng tôi đã thúc đẩy việc đưa hàng viện trợ nhân đạo đến với người dân ở vùng thiên tai nhanh nhất có thể, hay như thảm họa động đất ở Nepal. Các máy bay quân sự của Anh cũng đã kịp thời có mặt để tìm kiếm người bị mắc kẹt, cũng như phân phát hàng viện trợ. Vào thời điểm đó, nhiều đồng nghiệp của tôi ở Hà Nội đã nhanh chóng được triển khai tới Nepal để trực tiếp tham gia vào quá trình cứu trợ này. Vậy kinh nghiệm về việc làm sao có thể có mặt nhanh nhất, cứu hộ một cách tối ưu nhất là gì? Bởi lực lượng tham gia cứu hộ thường không thể quá đông để dàn trải trong việc cứu hộ. Quân đội Anh có những thiết bị tiên tiến như máy bay, radar và cả vệ tinh để cập nhật thông tin liên tục và chính xác, cũng như có những so sánh kịp thời, diễn biến tình hình tại hiện trường sau mỗi ngày. Vì thế, chúng tôi có thể nhanh chóng chỉ ra địa điểm nào cần sự hỗ trợ, cũng như cách thức hỗ trợ tối ưu nhất và tới đó trong thời gian sớm nhất. Một trong những điểm quan trọng trong quá trình đối phó với khủng hoảng, đó là chúng ta cần phải cung cấp thông tin chính xác, phù hợp và sớm nhất có thể. Ngoài ra, để tiến trình giải cứu và hỗ trợ được diễn ra trôi chảy nhất, chúng ta phải thường xuyên có những đợt huấn luyện. Điển hình như công tác cứu trợ tại Philippines năm 2013, chính những đợt tập trận tại quốc gia này đã giúp chúng tôi có những phương án đối phó tối ưu và sớm nhất có thể. Những đợt tập huấn này cũng giúp cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống bất ngờ nhất có thể xảy ra. Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện ngày hôm nay.